Hello mọi người. Ăn cơm thôi mọi người ơi. Ai đang xem livestream thì nhớ comment cho Ngân thấy nha. Ta ta ra ta ra. Ta ra ta ra ta ra. Có thông báo của Ngân là vô coi liền à. Hôm nay rất là nhiều món ngon luôn nha mọi người. Hôm nay có món mới, đó chính là cá chiên. Nó mềm mất tiêu rồi. Này chiên ăn giòn, ăn liền mới ngon. Đây bột hải nóng này. Nó nghĩ được rồi chị, giờ cái da của nó dai á. Này phải đợi gần ăn rồi hãy chiên. Nhìn dai nhất. Hello chị Nguyễn Thùy. Nhìn mâm cơm có cà pháo chảy nước miếng. Hello cả nhà nha. Đợi ngon một tí xíu ngon chia sẻ cái livestream. Hello Hồ Thị Sang. Hello Cao Tiến. Đây chị bỏ ly nước này vô giùm em ơi, lát em lấy. Hello Viên Đá Nhỏ. Hello Duyên Tùy. X7 và Thải Mỡ phải không em? Chị bắt cái chảo dầu lên đi chị, cho nó nóng nóng đi. Chứ nó dai nhách nè, cá nó dai rồi. X7 là Thải Mỡ phải không em? À, phải like của chị không ạ? À? Hello em Phan Nguyễn nha. Giờ cái mặt của chị không phải like của chị thì like của ai? Ok. Trời ơi sao nhiều đồ ăn dữ vậy, chia bớt đi. Đó chỉ là một phần nhỏ mọi người thấy thôi, chứ thực ra nó còn nhiều hơn nữa nha cả nhà. Chị cho dầu nó nóng xong bỏ vô là nó giòn. Hello Phan Nguyễn. Hello Nguyễn Loan. Hello cả nhà. Cái này là đậu que nha mọi người. Đậu cô ve á. Hình như là tên đậu cô ve thì phải. Còn ở ngoài quê của Ngân á thì hồi nhỏ mẹ Ngân bà cứ hay gọi là đậu que á. Đậu que. Nhìn bà ăn mà thấy no rồi, cô không có tiền mua sản phẩm của cháu, chỉ thích xem cháu ăn thôi. Cũng được nha cô nha. Tại vì cũng có rất là nhiều người á coi livestream của Ngân, nhưng mà đâu nhất thiết là phải mua hàng đâu. Tại vì á là nhiều khi á coi livestream của Ngân á nó còn mang tính chất giải trí nữa. Đúng không cả nhà? Thấy chị nói không Ngân. Hello chị Nguyễn Loan nha. Đồng hồ Ngân còn bán không? Còn nha cả nhà. Chị em nào thích cái mẫu đồng hồ mà Ngân đang mang thì mấy chị em cứ nhắn tin cho Ngân nha. Cái mẫu đồng hồ Ngân đang mang thì Ngân bán quanh năm suốt tháng luôn, tại vì có rất là nhiều người thích ấy. Thiệt sự luôn á. Nhiều khi á mấy chị em chỉ cần mặc đồ nó bình thường thôi, mấy chị em đeo cái đồng hồ đây nha, tự nhiên nhìn nó sang hẳn luôn á cả nhà. Cái này là sự thật, Ngân cảm nhận được là như vậy. Chị uống giảm cân X1000 không có cảm giác thèm ăn luôn á em. Hello chị Hoàng Phương nha. Đúng rồi, nói chung á là cũng có rất là nhiều chị em á uống thuốc giảm cân của nhà Ngân nha, mà tới ngày thứ hai tới ngày thứ ba vẫn không cảm thấy thèm ăn, vẫn không cái vẫn cũng không cảm thấy đói lại gì luôn. Thì nếu mà chị em nào mà gặp cái tình trạng như vậy á nha, thì mấy chị em ráng cố gắng mình ăn cái gì đó vô, mình ăn rau, mình ăn trái cây rồi gì đó vô, để cho nó không có bị đau bao tử của mình nha, để cho cái đường ruột của mình nó không có bị quá trống nha. Áo năm sinh của chị 1998. Đúng rồi đó, thấy chưa cả nhà, thấy chưa, 1998 nha cả nhà nha. Sao tự nhiên lên like nó bị ngược cái số lại đó. Hôm nay em Ngân mặc áo cá năm sinh của Ngân luôn, 1998. Đồng hồ giá bao nhiêu vậy bạn? Cho chị một cây dưỡng mi nha bé đẹp. Ok chị Thúy Liễu nha. Đồng hồ bao nhiêu vậy? Mọi người hỏi giá đồng hồ nhiều quá. Chị em nào thích thì cứ nhắn tin trực tiếp giùm Ngân, Ngân sẽ báo cái giá đồng hồ này ở trong livestream. Ở trong tin nhắn cho mọi người nha. Chốt cho chị Tâm Nguyễn một son dưỡng nè. Bé Ngân hài và dễ thương. Hello chị trang trí thực phẩm nha. Ngân ăn cây vậy mà không có mụn luôn, có cách gì vậy? À thực ra thì nhà Ngân có bán một cái combo mụn nữa. Thỉnh thoảng có thể là mấy chị em sẽ thấy Ngân nổi mụn nha. Mà mỗi lần Ngân nổi mụn á nha là cái cục mụn nó sẽ rất là bự luôn á cả nhà, và nó thành thẹo luôn á.
Nhưng mà mọi người thấy không, dường như cái cục mụn của Ngân á, đa số Ngân nổi chỉ tầm 1-2 ngày, hoặc là cùng lắm á là 3-4 ngày là nó sẽ mất đi. Tại vì nhà Ngân có bán combo mụn mà cả nhà. Cái combo mụn của nhà Ngân á, mọi người sử dụng á hả, trong vòng 1 tuần thôi nha, nó sẽ rụng, nó sẽ héo mụn, nó sẽ lặn mụn hết cho mọi người luôn. Đây, đây là cái combo chuyên đặc trị mụn của nhà Ngân, giá là 499.000 ha. Chị em nào, những ai mà mình đang gặp cái vấn đề về mụn thì mọi người cứ nhắn tin cho Ngân nha. Đó, mình uống X7 nay thành eo con kiến luôn rồi. Hello bạn Đặng Thảo nha. Đó, cả nhà thấy chưa, có rất là nhiều khách uống giảm cân của nhà Ngân nha, không cần phải nịt bụng đồ gì luôn mà vẫn có eo con kiến. Tại vì thuốc giảm cân của nhà Ngân thật sự á, nó giảm mỡ bụng quá tốt luôn á cả nhà, quá tốt luôn. Chị muốn mua dầu gọi thảo mộc của em phải mua ở đâu? Hello chị Hồng Kim nha, chị nhắn cho em ở cái trang Ngân 98 Store chị đang coi này, chị mua nha. À, Như Ý Nguyễn nè, còn Biêu Da không Ngân? Hello bạn nha, Ngân còn Biêu Da nha. Có sản phẩm nào trị rạn da không chị? Còn nha, ăn đi chị. Đợi tí xíu nha cả nhà, em Ngân đang đợi chiên lại cá. Mọi người hôm nay có một cái món mà Ngân rất là thích, đó chính là cá chiên giòn. Cá diêu hồng chiên giòn. Tại vì chiên sớm quá cho nên nó bị mềm á, cho nên đang đợi cô chiên lại cho nó giòn, ăn cho nó ngon. À, chị có bán trị mụn không ạ? À? Có nha em Như Trung, combo trị mụn của nhà chị giá là 499.000. Đây, combo trị mụn này của nhà Ngân á thì nguyên combo của nó là sẽ gồm hai món như thế này. Nó sẽ gồm serum và kem luôn nha cả nhà. Cái combo trị mụn này thì sẽ không có bán lẻ nha. Đây, đây là cá. Cá diêu hồng chiên giòn. Mời cả nhà cùng ăn cơm ạ. À, là cơm, cơm trắng. Nè, ôm nha. Bơm. Bắt. Nè. Thấy gửi thuốc và cách gửi không giống như em giao. Hello chị Bích Nguyễn nha, là sao chị? À đúng rồi, với lại là để biết đó là có mua đúng hàng của nhà Ngân hay không á, thì Ngân còn một cái dấu hiệu nữa. Để Ngân chỉ cho mấy chị em, bữa giờ Ngân quên chỉ cho mấy chị chút, đợi Ngân tí xíu. Đợi Ngân tí xíu nha cả nhà nha. Ngân sẽ chỉ cho mọi người cái cách này à, là mọi người sẽ rất là dễ biết là có mua đúng hàng nhà Ngân hay không. Ngọc à, em đem qua cho chị cái cuộn băng keo. Đem qua cho chị cái cuộn băng keo mà nó có in cái Yubu shop của mình á. Ừ, đó, Ngân sẽ chỉ cho mọi người luôn. Nếu mà mọi người mua hàng nhà Ngân á thì Ngân sẽ có dán cái băng keo để chữ Yubu shop luôn, cái băng keo màu cam á. Ngân làm riêng độc quyền cho shop của Ngân á, thì mỗi tháng Ngân sẽ thay đổi một lần để cho tránh trường hợp đó là chỗ nào đó nó giả mạo và nó bắt chước luôn ha. Hả? Có chị sẹo rỗ không em? Dạ hiện tại thì em chưa có chị sẹo rỗ nha mấy chị, tại vì mặt của em Ngân thì cũng không có bị sẹo rỗ, cho nên em Ngân cũng chưa sử dụng qua sẹo rỗ, cho nên Ngân cũng không có biết được. X1000 giảm được mấy ký? Ok, đây là ba loại thuốc giảm cân của nhà Ngân, X3, X7 và X1000. Chị em nào mà muốn ăn nhiều ha, mà nó không có bị béo nè ha, ăn nhiều mà dáng vẫn thon, eo vẫn ngon ha, và không có bị tăng ký thì cứ nhắn tin cho Ngân. Ngon không? Hết hộp X7 rồi nha cả nhà nha, hết hộp X7 rồi nha. Ngày mai mình uống X1000 nha. X7 giá là 1 triệu. À. Bên chị có bán thuốc nở ngực không chị? Bên Ngân có bán thuốc nở ngực luôn nha cả nhà, mấy chị em để ý nè. Mấy chị em thấy. Rồi đất ơi, nó rớt cái điện thoại mà cũng may chưa có trúng cái chén nước mắm á cả nhà. Không trúng chén nước mắm là không biết sao luôn á. Đây ok được rồi, để lát chị cho khách coi. Mọi người có để ý là hồi lúc nào mà Ngân uống thuốc giảm cân á thì Ngân cũng sẽ uống một cái ly nước rất là đầy luôn ha. Mọi người uống thuốc giảm cân của nhà Ngân, mọi người chịu khó uống nước cho thiệt là nhiều vào nhớ, tại vì thuốc giảm cân của nhà Ngân á thì nó sẽ đào thải ra từ tuyến mồ hôi và đường nước tiểu. Đây, Ngân cho mọi người xem. Khi mà mọi người mua hàng của nhà Ngân ấy thì Ngân sẽ có làm riêng một cái tem Yubu như thế này nha cả nhà. Một cái tem độc quyền và mỗi tháng Ngân sẽ thay đổi một lần để tránh trường hợp là nó copy và nó bắt chước nha. Đây cho mọi người xem. À, thuốc giảm cân bên Ngân bao nhiêu tiền vậy? Đây nha cả nhà. Đây là cái tem Yubu của nhà em Ngân này cả nhà thấy không? Em hàng của mình là gói đi là gói nào cũng có cái tem này luôn đúng không? Kể cả là hàng nhỏ cỡ nào cũng có đúng không? Nhỏ không có. Ủa nhỏ lại không có hả? Sao kỳ vậy? Vậy là lỡ khách nhận không có rồi, khách tưởng không phải của mình nữa. Có cách nào để mấy cái hàng nhỏ rồi cũng có không? Có. Em cứ quấn màu cam này ở ngoài đi ha. Có. Giờ chị dặn khách. Đó, đây là cái tem Yubu của nhà Ngân nha cả nhà. Đó, mọi người thấy không? Có hai cái vú, có hai cái núm vú nè mọi người thấy không? Ok. Mình nhỏ xíu là em cuộn sốt.
em có dán cái này lên. Ừ, nếu mà hàng nhỏ thì em cũng cuộn xốp rồi dán cái này lên đi để khách biết, khách phân biệt đó. Hai cái dán chỗ vừa bụng mình cũng dán hết luôn. Ừ, đây nè em gì vậy nè Ngọc. Hàng bên Ngân gửi gói kỹ lắm, cảm ơn chị ấy nha. Hồi nãy đọc mà họ chưa có đọc kịp cho nên là không có thấy được tên của chị. Chị nên bán thuốc mỡ mặt nám cho chị đánh giá cao. Ủa làm sao em trần cọt, làm sao em nói chị không có hiểu gì hết trơn vậy. Giảm mỡ bụng bao lâu là xuống được, nở ngực bao nhiêu vậy chị? Nở ngực giá là 780 nha em. Chị em nào muốn mua nở ngực thì inbox cho Ngân. Ok, đây là cá, đây là cá mới 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 chiên lại nha cả nhà. Nước kho đó của ai em? Anh Quang đó. Ờ ok. Đã quá. Ai chưa ăn thì ăn cùng Ngân nha. Ok em. Thích xem em suốt thôi. Ngon quá mọi người. Đúng là cá mà chiên là phải ăn liền là nó sẽ ngon nhất đó mọi người. Nó sẽ giòn á. Ok chị để đó đi, lát em tự múc. Đây. Ngon quá và phải chấm với lại nước mắm thiệt là cay nha cả nhà. Đúng là ăn cơm nhà là tuyệt vời nhất luôn á. Nghiện em ngon. Hello chị Giang Lộc Hoàng. Và mọi người để ý lúc nào Ngân ăn cũng phải có cái dĩa rau như thế này. Cái rau này rất là dễ ăn nha. Nếu mà mọi người ai mà không biết ăn rau á thì mọi người nên tập ăn thử cái rau xà lách này đi. Tại vì đó là nó không có ngậy mùi với cả nhà. Ngon quá. Chốt cho chị Mai lên một combo trị mụn nè. Mà nước mắm phải cay thì là cay. Ăn nó mới đã. Để coi thử hôm nay Ngân có tất cả bao nhiêu món ăn nha cả nhà. Món thứ nhất đó chính là cá chiên, cá diêu hồng chiên. Món thứ hai là bò kho xả. Món thứ ba là đậu cô ve xào bò. Món thứ tư là mắm cà. Và món thứ năm nữa là món canh đang ở trong son chưa múc. Đây là mắm cà. Mắm cà này là mắm cà món của miền Trung nè cả nhà ơi. Để coi thử hôm nay cái vị nó như thế nào nhé. Trời ơi, nó đã. Cay hơn nữa mới ngon. Đã quá. Quá đã luôn á. Các ai thích ăn món này không? Này là mắm nêm nha. Này trộn với mắm ruốc cũng ngon. Hồi xưa ở ngoài quê ngon thì có nhiều người ta trộn với mắm ruốc á. Trộn với mắm ruốc xong rồi đeo bao tay vô bóp bóp lại ăn chặt nó cũng ra nước à. Đã quá. Món này ăn với cơm là hết sảy luôn. Vô leo nè. Này phải trộn với đu đủ sống rồi mới ngon. Đúng không cả nhà? Thiếu đu đủ sống. Đã quá. Đã lắm luôn á. Đã thèm. Cay, chua, mặn, thơm mùi mắm. Đã quá. Chảy nước miếng. Mới like giờ lại like tiếp, giỏi quá. Nói chung là vui mà cả nhà, chứ đâu có mệt đâu. Là nói chuyện với mọi người với lại mọi người cũng tương tác với Ngân á. Thì Ngân cũng cảm thấy vui tại vì đó là giờ Ngân ở nhà mình thì Ngân cũng có chơi với ai đâu. Ngân chơi với ba con chó nhà Ngân à. Nên Ngân toàn chơi với chó với mèo không à. Đã quá. Cá giòn rụm luôn á.
con nhà ai mà sao lanh lợi giỏi ghê hả? Ngon lanh chỗ nào cả nhà? Tính ra ngon là ngu á, chứ không phải là lanh đâu nha. Lanh không ai như ngon cả. Ngon lanh chanh thì còn nghe được, chứ ngon không có lanh xíu nào, cho ngon là siêu ngu luôn á cả nhà. Không mặn nha chị. Nói chung là không có mặn như em nha. Tại vì chị ăn rất là mặn cho nên chị thấy nó bình thường. Ngon. Ngon quá. Không mặn cho nên là mình cũng có thể ăn không được luôn á, không cần phải ăn với cơm luôn á. Đã quá. Nhai nó giòn giòn trong cái miệng á. Trá. Đu cá. Đã quá. Niềm vui của mọi người là gì? Niềm vui của ngon là được ăn. Niềm vui thật đơn giản. Chú Quang đi đâu rồi? Chú Quang đang dạy học rồi cả nhà. Đang dạy học với lại đang họp rồi. Mọi người nhớ chú Quang hả? Cái miệng em ăn mà sao nhìn ngon quá. Một mình em ăn hết đó. Đó hả em? Đúng rồi. Một mình em ngon có thể ăn hết nha cả nhà. Nhưng mà thường thì ngon sẽ để dành nữa. Để dành nha chú Quang. Ngon quá. Bữa giờ mới được ăn cá đó trời. Bữa giờ cô toàn cho ăn lươn. Ngon lại đâu có thích lươn. Hay là bò kho xả. Trộn với mắm ruốc hả chị yêu? Thế này là cửa trộn, trộn với lại mắm nêm đó em ạ. Chứ không phải mắm ruốc đâu. Mắm ruốc thì nó sẽ đặc hơn. Này là mắm nêm á. Nè. Em thèm mọi người xíu nha. Đã quá trời ơi. Giòn rộng mà. Cái này có đu đủ nữa. Ăn mới ngon. Hôm bữa cổ mua cà to quá, hôm nay ngon kêu cổ mua cà nhỏ lại nè. Cà nhỏ lại ăn nó giòn mà nó ngon hơn. Đã quá. Vừa ăn không quá mạnh, không còn phải ăn cơm luôn. Ăn ngon vậy. Hôm rồi mua thuốc giảm cân X7, không biết có đúng không ngon. Hello bạn Hồng Nhung Nguyễn nha. Bạn mua ở trang nào đấy? Ngon nghĩ chắc là đúng á bạn. Tại vì hiện tại là ngon đang bán hàng bằng rất là nhiều trang á. Em ngon đi lấy cái khăn giấy ướt. Cái gì vậy trời? Đĩ điên đụ nát lời. Chú cháu nghe thẳng cảm. Bạn ngu quá mà mình sặc luôn á. Ngon với chú Quang á hả? Quen tới giờ là cũng hả được 6 năm rồi mấy má. Mấy má cập nhật thông tin giùm tôi một cái. Hôm bữa hả ổng đòi cầu hôn tôi hoài. Chị mấy má ơi, mẹ hả, chỉ có điều là tại vì tôi trẻ hơn ổng nha. Tôi trẻ hơn ổng tới một con giáp thì tôi kêu ổng bằng chú nha. Còn mấy má ở nhà, mấy má kêu chồng mấy má là gì? Mấy má thích kêu chồng thì mấy má kêu, còn tôi không thích kêu chồng, tôi thích kêu chú kệ mẹ tôi. Mắc mớ gì mấy má cứ vô kêu chứ. Ê, con này hả bị ông quan đủ nắc lờ còn bày đặt chú cháu cái thứ ngộ vậy trời. Thiệt nha. Mấy bạn á, mấy chị không nói á, cũng không ai nói mấy chị là bị bại não đâu. Tại ai nhìn vô cũng biết Ngân với chú Quang là yêu nhau cả. Mà người ta thích xưng chú cháu vậy mấy má ơi. Đâu nhất thiết là xưng chú cháu thì phải là chú cháu thiệt đâu. Sống gì mà nặng đầu mệt mỏi quá vậy mấy má. Thiệt luôn á, sống vậy chết sớm lắm á. Con ông chăm chỉ nha. Nhìn mặt cũng được mà anh nói chuyện ghê quá. Mở miệng ra anh nói chuyện ghê quá nha. Trần Thị Như Thảo nha. Trời đất ơi, không nghĩ vậy luôn á. Nhiều người ở cả nhà nhìn cái mặt á rất là hiền lành nha, và ăn mặc á cũng rất là kín đáo luôn, mà mở miệng toàn nói đủ má đủ mẹ. Nói chung là nói những cái thứ gì mà nó rất là thô tục và nó rất là ghê gớm.
Vô duyên quá má. Ủa chứ bộ thích ông Quang hay gì? Tự nhiên vô nói ổng đủ tắc lờ tôi mà hỏi còn kêu chú cháu bộ thích ổng hay gì? Thích ổng thì nhắn tin xin bú cu ổng đi nha. Ai thích ông Quang thì nhắn tin riêng xin bú cu ổng đi. Tự nhiên. Em ơi gửi cho chị nha. Ok chị Nguyễn Phương nha. Ờ, chị nước miếng có vẻ bạn thích ăn mặn. Đúng rồi, hôm nay cái cây điện thoại của Ngân nó bị gì á, sao nó cứ bị rớt hoài vậy trời, sống giờ rớt mấy lần luôn rồi đó. Nhìn chị ăn mà thấy thèm thuốc giảm cân của nhà Ngân á thì mấy chị em không cần phải ăn kiêng đồ gì đâu nhá. Mấy chị em cứ ăn thoải mái nha. Còn nếu á mà chị em nào mà muốn giảm cân gấp quá đó thì mấy chị em có thể ăn kiêng lại, còn nếu mà muốn từ từ nó giảm á, không quá gấp á thì mình cứ ăn. Ăn thoải mái. Ngon quá. Mấy má vô duyên. Người ta có đủ tét lờ tôi đi chăng nữa thì cũng là lờ của tôi mấy má ơi. Nha. Tôi tét lờ mà tôi có tiền còn gỡ hơn mấy má tét lờ mà không có ngàn bạc nào. Suốt ngày cứ vô nói người ta. Giảm cân giá bao nhiêu vậy ạ? Giảm cân của nhà Ngân hiện tại thì đang có 3 loại. X3, X7 và X1000. Ok. Bây giờ Ngân sẽ báo giá cho mọi người nhé. Cái giảm cân X3 này giá là 870 nè. Mở miệng ra do mình cắt ăn mặc. Ủa Ngân ăn mặc sao cờ bè Ngân nha. Ngân ăn mặc như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng tổn hại tới Ngân. Còn mấy chị mở miệng ra mấy chị xong phi thì cái đó là tổn hại tới mấy chị nha. Nó tổn hại tới cái gì à? Tới cái đức của mấy chị nha. Nhiều khi mấy chị thấy mấy chị nói vậy vui á, hay dạ. Nhưng mà nghiệp á, anh nó tổn hại tới cái đức của mấy chị á, mà không thấy được bằng mắt đâu, cho nên cứ tiếp tục đi mấy chị nha. À, chị chửi giùm em Hồ Thảo ăn nói cãi cùn đi chị. Mấy mới kêu chị chửi nó cho em, trời đất ơi, sống như chị thấy người ta chửi chị quá trời, em có chửi giùm chị đâu mà tự nhiên em kêu chị chửi giùm em. Đây, thuốc giảm cân X3 này giá là 870 nè. X7 này giá là 1 triệu nè. Còn X1000 này giá là 1 triệu mốt nha. Thì ba cái loại giảm cân này của nhà Ngân á thì công dụng của nó đều tốt như nhau, nó chỉ khác nhau về cấp độ mạnh nhẹ thôi. Mấy chị em mình muốn mua và muốn được tư vấn rõ hơn thì mấy chị em comment ở trên này để Ngân tư vấn cho mọi người, hoặc là mọi người có thể nhắn tin riêng cho trang bán hàng của Ngân nhé. Ờ ấy nói đúng rồi, nhiều người mặc đồ kín mà toàn làm chuyện động trời. Nói chung là người ta mặc đồ kín là tại vì người ta không có thể là người ta không có tự tin về cái body của người ta. Nhưng mà chắc thì người ta mặc đồ kín là người ta sẽ làm điều tốt đâu. Đúng không ạ? Mấy chị em muốn mua hàng của nhà Ngân ấy thì mấy chị em vui lòng không để lại số điện thoại trên livestream giùm Ngân nha. Không để lại số điện thoại trên livestream. Hâm mộ em quá, trẻ đẹp giàu có, không biết kiếp nào mới được một phần nhỏ của em. Nói chung là mấy chị cứ sống bình thường đi, đừng có sân si nhiều quá là sẽ được thôi mấy chị. Em cảm nhận được là như vậy á. Cà pháo ngâm với gì vậy Ngân? Cà pháo này thì hôm nay cô ngâm với lại cái gì ta? Cá cơm ha, cái gì? Không phải mắm ruốc nha, à mắm niêm. Mắm niêm cá cơm với lại dưa leo nè. Giảm cân giá bao nhiêu vậy bà? Ngân nói thẳng quá nghe ok. Giảm cân của nhà Ngân giá dao động từ 870 tới 1 triệu nha. Mấy chị em muốn mua hàng thì nhắn tin cho Ngân. Có bán kem tăng mỡ không em? Có luôn nha mấy chị em. Chị em nào muốn mua kem tăng mỡ thì đợi Ngân một tí xíu. Ngân sẽ test kem tăng mỡ cho mấy chị em mình xem nhé. Thịt cá nè. Cá này ăn ngon ghê ở cả nhà. Cái thịt của nó béo béo. Nói chung là nhiều thịt ít xương. Ngân thích ăn những cái con cá mà nó nhiều thịt ít xương. Chốt cho chị Bích Nguyễn một hộp giảm cân X1000 nè. Ok. Bây giờ em Ngân sẽ thoa cao quỷ mỡ cho mấy chị em mình xem nha. Với lại á, là mấy chị em lưu ý giùm Ngân nè ha. Những chị em nào á mà hay comment trong livestream của Ngân, hoặc là sớm giờ mấy chị em comment trong livestream của Ngân hỏi là chốt cho chị cái này, chốt cho chị cái kia, thì mấy chị em cẩn thận nha.
Tại vì hiện tại á là đang có những cái thành phần nó giả mạo Ngân ha. Nó tạo nick Facebook xong rồi nó để hình của Ngân, xong rồi nó đi bấm kết bạn với mấy chị để nó chào mời mấy chị mua hàng. Thì mấy chị xác định luôn cái đó là lừa đảo nha. Em Ngân không bao giờ mẹ hở đi bấm kết bạn với ai cả nha, cả nhà nha. Không rảnh đó cả nhà. Thiệt luôn á. Đầm thì có thời gian mà đi làm ba chuyện đó. Cho nên mấy chị em cứ thấy cái Facebook mẹ hở, bất kỳ là nó để Kim Ngân hay là Ngọc Ngân hay là để Ngân 98 gì kệ bà nó, mà nó để hình của Ngân đi bấm kết bạn với mọi người thì xác định luôn cái đó là giả nha cả nhà. Ok, Ngân chỉ bán hàng trên những cái trang fanpage mà Ngân đang livestream như thế này thôi. Ok, bây giờ Ngân sẽ thoa cái cao quỷ mỡ cho mấy chị em mình xem nha. Và Ngân cũng có một cái sở thích, đó chính là sử dụng cao quỷ mỡ trước khi ăn. Sống giờ Ngân quên thoa nè. Ok. Và mấy chị em theo dõi Ngân thì mấy chị em cũng thấy là hở một ngày Ngân livestream rất là nhiều lần. Dường như là Ngân cũng thoa cái cao quỷ mỡ này cũng rất là nhiều lần luôn, đúng không ạ? Và mọi người thấy á, da bụng của Ngân nè, nó không có bị nổi hột, nó cũng không có bị ngứa luôn. Thì chứng tỏ là cái cao quỷ mỡ của nhà Ngân rất là tốt nha cả nhà. Chị em nào muốn mua thì inbox cho Ngân nha. Đó, mấy chị em thấy không? Cao quỷ mỡ trị rạn da giá là 350. Cái cao quỷ mỡ trị rạn da này của nhà Ngân á, thì một ngày mấy chị em thoa bao nhiêu lần cũng được. Mấy chị em nhớ thoa hai bên hông này giùm Ngân nha. Đó, nhớ thoa hai bên hông với lại cái phần bụng dưới này giùm Ngân. Sao không tuột hết quần ra đi? Chị má, tôi thích vậy ra được không? Mỗi người mọi sở thích. Tự nhiên đương không giờ tôi thích tuột cởi giày, cứ biểu tôi tuột hết ra làm sao? Mấy má ngộ vậy, tôi đâu có dễ dãi như mấy má đâu. Ai kêu làm gì cũng làm. Du duyên. Em ở quận mấy vậy? Hello chị. Em ở quận mấy hỏi chị. Ok, mấy chị em mua hàng thì nhanh tay inbox cho nhà em Ngân nha. Em Ngân rửa cái tay nè, tại vì cái tay hay bóc ăn rau đó. Muốn mua thì mua ở đâu? Hello bạn Jenny Ngờ Ly nha. Mấy chị em muốn mua hàng của nhà Ngân đó, thì mấy chị em có thể nhắn tin cho Ngân ở cái trang Ngân 98 Store, hoặc là cái trang Yubu Shop, hoặc là cái trang Ngân 98 nha. Đúng rồi, em chị đặt 4 lần uống X7. Tự nhiên có con nào kết bạn với chị rồi, còn kết bạn Zalo điện thoại chị nữa. Em Ngân không bao giờ đi làm mấy chuyện đó hết trơn á. Cho nên có cái Facebook nào đó nó để hình của Ngân mà đi bấm kết bạn với mọi người, hoặc là có cái Zalo nào đó mà để tên của Ngân hoặc là hình của Ngân đi bấm kết bạn với mọi người thì đừng tin nha, giả trời. Em Ngân chỉ bán trên những cái trang fanpage mà Ngân livestream này thôi. Tư vấn thuốc trị mụn đi em. Da con của chị da nhạy cảm, và cái combo trị mụn này của nhà Ngân á thì nó trị được tất cả các loại mụn luôn nha. Nó sử dụng được cho các bé tuổi dậy thì luôn. Ví dụ mà mấy bé 11, 12 tuổi trở lên nữa mà bắt đầu tuổi dậy thì bắt đầu mà nổi mụn mặt mụn ấy thì sử dụng cái combo trị mụn này của nhà Ngân được đây. Cái này là cao trị mụn luôn nha cả nhà. Cao trị mụn chứ không phải là kem trị mụn đâu nha. Kem trị mụn với cao trị mụn nó khác nhau gì? Cao trị mụn nó mạnh hơn kem trị mụn gấp 5, gấp 10 lần nha. Cái thành phần của nó đậm đặc và nguyên chất hơn nha. Bảo đảm luôn, mấy chị em sử dụng cái combo trị mụn này của nhà Ngân nhé, trong vòng một tuần thôi, kể cả là mụn cứng đầu cỡ nào đi chăng nữa nó cũng sẽ lạnh, nó cũng sẽ héo, nó cũng sẽ lạnh cho mấy chị em mình nha. L Ngân xinh đẹp, sớm giờ bạn có thấy được L Ngân đâu mà bạn cứ khen L Ngân vậy trời. Chị nhận được thuốc giảm cân của em rồi, tối nay uống luôn được không em? Đối với thuốc giảm cân của nhà em á mấy chị, thì mấy chị nên uống vào buổi sáng nha. Mấy chị uống vào buổi sáng á, trước khi ăn á thì nó sẽ hiệu quả hơn nha. X3 giảm được mấy ký gái? Giảm cân X3 của nhà Ngân thì nó sẽ giảm được từ 4 cho tới 7 ký. Mấy chị em mua thì nhắn tin cho Ngân. Tan mỡ bụng xài có bị nấm không em? Cao quỷ mỡ của nhà em Ngân xài nấm nha mấy chị em. Nhưng mà nếu mà mấy chị em ngồi trong máy lạnh thì sẽ thấy nó không có nấm gì luôn á. Nếu mà mấy chị em ở trong máy lạnh ấy, thì Ngân nghĩ là mấy chị em nên tập thể dục, nên lắc hông như thế này nè, để cho nó nấm lên, nó nấm nó sẽ hiệu quả. Cao quỷ mỡ giá là 350 nha mấy tình yêu. Chị em nào muốn mua thì nhắn tin giùm Ngân ạ. Mày không dễ mà lên giường với nhiều thằng vậy. Hello bạn Phạm Thị Thanh Thủy nha. Ủa bạn nằm trong lỗ đít Ngân hả? Rồi bạn có biết có lẽ hở Ngân cho mấy thằng đó chọt vô cụm hay vô đít trong bạn? Nói luôn đi. Nói luôn đi. Trời đất ơi, tự nhiên vô comment nói Ngân không dễ mà lên giường với nhiều thằng, mọi người thấy không? Có ai mà có cái gì mà nó ghê gớm bằng miệng người chưa mọi người? Kể cả là những điều nha. Nó không thấy, nó không biết luôn, nó vẫn nói được. Mọi người thấy không?
Bởi ta nói á, sống trên đời này nha, nếu mà mọi người á, không đặt qua dư luận được á, là mọi người sẽ rất là dễ bị tự kỷ và trầm cảm, có khi là mọi người sẽ nghĩ quẩn luôn á. Mọi người thấy không? Nhiều con nó vô nói Ngân không dễ mà ngủ với nhiều thằng, trong đó có thằng cha mày luôn đó nha. Trong đó có thằng cha mày luôn, mày biết không vậy? Hử? Nhiều khi mày là do tao đẻ ra luôn á. Trong đó có thằng cha mày luôn á, mẹ mày bị tao thấm sừng luôn á. Đó. Nhiều con nó không biết quần què luôn, nó nói Ngân vậy á cả nhà. Bởi ta nói hả? Phải đạt qua dư luận mà sống nha. Nó nói mình ngủ với nhiều thằng đúng không? Mà nó ngủ trong đó có thằng cha mày luôn á. Nói vậy á. Còn hả, thằng cha mày chết rồi thì ngủ với thằng chồng mày á. Nha, về hỏi thằng chồng mày thử coi. À, chị bán cho em một hộp giảm cân X1000. Bởi thời buổi giờ sống dậy mới vừa mấy má. Chứ hồi đâu mà, đâu có, tao làm gì có lên giường với ai. Mày nói mày có bằng chứng không? Ờ đúng rồi đó, tao lên giường với ngàn thằng nha. Trong đó có thằng cha, có thằng chồng, có thằng ông nội mày luôn á. Chút khi mà ông nội mày chết á, chút khi mà ông nội mày lên bàn thờ là ngủ với tao rồi á. Vậy á. Cho răng chuột cho chị một hộp thuốc giảm cân. Ok chị Trương Ngân Hồng nha. Một hũ X3 uống 30 ngày hạ bé Ngân. Thường ấy, ba cái loại thuốc giảm cân này của nhà Ngân á, mấy chị em thì loại nào cũng là 30 viên hết nha. Thì một hộp như thế này á, thì mấy chị em sẽ uống được từ 15 cho tới 20 ngày nha. Tùy theo cái liều lượng uống của mấy chị. Tại vì có rất là nhiều chị khách đó, Ngân tư vấn cho mấy chị uống 2 viên á. Nhưng mà đôi khi có nhiều chị nói là thuốc giảm cân nhà Ngân mạnh quá, mấy chị giảm xuống một viên được không? Thì được nha mấy chị, nếu mà uống mạnh quá thì mình cứ giảm nha, mạnh quá giảm nó vẫn hiệu quả nha mấy chị mình nha. À, bụng phản lì không có tí mỡ nào. À, ok thank you cả nhà nha. Để mà bụng phản lì được như thế này là thật sự phải sử dụng thuốc giảm cân cả nhà, chứ mà Ngân ăn cái kiểu này thì không thể nào mà có cái bụng phản lì được đâu. Nếu mà Ngân ăn cỡ này nha, nếu mà Ngân không mập thì bụng Ngân cũng vẫn phải có mỡ, ngay tại vì Ngân uống thuốc giảm cân nên mới không có mỡ đó. Đồng hồ Ngân đang đeo giá bao nhiêu vậy? Đồng hồ Ngân đang đeo giá chỉ có vài triệu thôi, nhưng mà đeo giống như hàng cả tỷ luôn cả nhà. Cái này á, ở trong giới showbiz á, giới showbiz có nghĩa là giới người nổi tiếng á, cũng có vài người đeo đó cả nhà. Người ta nói người ta mua mấy tỷ không ạ? À? Mua nhà Ngân đi, có vài triệu à, đeo y xì mấy tỷ luôn, không khác xíu nào đâu. Nhà chỉ khác chỉ là lời nói ra thôi. Đúng là tiền nào của nấy, ham rẻ mà không bao giờ thấy hiệu quả. Thấy em Ngân này nói thẳng mà thật nha mọi người. À, thuốc giảm cân của nhà Ngân thì mấy anh nam uống được luôn nha. Mấy anh nào mà đang có nhu cầu giảm cân thì nhắn tin cho Ngân nhé. Hoặc là có thể nhờ mấy chị vợ mua giùm nha. Có bán thuốc tăng cân không em? Hiện tại thì Ngân chưa có thuốc tăng cân. Khi nào mà Ngân có thì Ngân sẽ live stream cho mọi người nhé. À đúng rồi, với lại nhà Ngân vừa mới có thêm một sản phẩm nữa nè mọi người. Mọi người đợi Ngân xíu đi, Ngân đi lấy cho mọi người xem nha. Một cái sản phẩm mà bữa giờ cũng rất là nhiều người hỏi. Đố mọi người biết là gì luôn á. Đố ai biết nè. Một cái sản phẩm tẩy lông. Đây. Tẩy lông hoa anh đào. Mùa xuân sang có hoa anh đào. Đây là hoa tẩy lông hoa anh đào nha cả nhà. Mọi người đã bao giờ tẩy lông chưa ạ? Nếu mà mọi người đã tẩy rồi nha, thì mọi người cũng có thể sử dụng cái tẩy lông này thử của nhà Ngân. Tại vì sao? Tại vì cái tẩy lông này của nhà Ngân là tẩy lông công nghệ nano mới nhất. Nano là sao? Có nghĩa là mọi người tẩy lên nó sẽ không có bay mùi tẩy luôn cả nhà ơi. Thường là những cái loại tẩy lông khác nha, mọi người tẩy lên nó, thứ nhất á, là nó chăm chích da nè ha. Thứ hai á, là nó sẽ bị ngứa. Thứ ba là nó sẽ bay cái mùi mà tẩy lắm, ghê lắm nha cả nhà. Thì cái tẩy lông này của nhà Ngân là, nó lại không có bay cái mùi tẩy. Để Ngân coi thử chỗ nào Ngân nhiều lông để Ngân tẩy. Ta chết bà, Ngân mới cạo hôm qua. Để coi thử chỗ nào nhiều lông để tẩy ra. Ok, chân nha cả nhà nha. Đợi Ngân một tí xíu. Em Ngân thoa cái tẩy lông này lên, xong rồi lát nữa Ngân sẽ chùi ra cho mọi người xem. Cái này mà tẩy lông chú Quang á, hoặc là những chị em nào mà mình nhiều lông á nha, mình tẩy á, nó mới hiệu quả, nó mới sướng. Đó, đây là cái kem tẩy lông của nhà Ngân. Mọi người thoa vừa phải thôi, không cần phải thoa quá nhiều đâu nha. Đó, thoa lớp mỏng thôi là nó sẽ tẩy được hết. Đó, bây giờ Ngân thoa lên chỗ này nha cả nhà, xong rồi lát nữa Ngân sẽ chùi cho mọi người xem. Đây, tẩy lông hoa anh đào. Giá bao nhiêu vậy chị? Giá nhiều ta, chưa làm giá luôn á. À, khe vú ra người ta vú to thế, nay mới làm răng thỏ à em. Chốt cho chị giảm cân nhé. Mua 2 hộp giảm cân có được tặng gì không?
mấy chị em hỏi nhiều quá mà sớm giờ Ngân chưa có trả lời kịp. Nhà Ngân thì có một cái chương trình khuyến mại cố định, gọi là chương trình khuyến mại cố định luôn, có nghĩa là lúc nào cũng vậy hết trơn á, chứ nó không có thời hạn nha. Ví dụ á, mấy chị em mua hai hộp giảm cân X3 đi ha, hoặc là mua hai hộp giảm cân X7 thì Ngân sẽ tặng cho mấy chị em mình một cái tiếp cao quỷ mỡ trị rạn da, một cái tiếp nhỏ để mấy chị em sử dụng trải nghiệm nè. Đây, Ngân sẽ tặng cho mấy chị em cái tiếp này nè. Cái này là nó giống như cái tiếp lớn vậy luôn, nhưng mà nó là tiếp nhỏ tặng nha cả nhà. Nhưng mà với điều kiện là mấy chị em phải mua hai hộp giống nhau. Giống nhau có nghĩa là hai hộp X3 nè, hoặc là hai hộp X7, hoặc là hai hộp X1000 thì mới được tặng. Đó. Tẩy lông giá bao nhiêu vậy chị? Để lát nữa chị làm giá xong rồi chị đăng lên sau nha em. Nãy cô mới coi con like trực tiếp hơn một tiếng rồi mà giờ con nghĩ con like lại phải không? Dạ đúng rồi cô ơi, nói chung là một ngày con like rất là nhiều lần luôn. Tại vì nếu mà không like thì cũng chẳng biết làm gì cả. Công việc của Ngân chỉ có nhiêu đó thôi à. Dưới lại like thấy nó vui mà cả nhà. Đâu có gì đâu. X1000 là gì thế bạn? X1000 là thuốc giảm cân luôn nha cả nhà. Cao chị mụn giá bao nhiêu vậy em? Cao chị mụn giá là 499.000. Chị bị nè Ngân, có trang để tên là Ngân giảm cân, bấm kết bạn với chị nè. Nói chung đó là những cái trang fanpage mà em Ngân bán hàng á là nó sẽ không có cái chức năng mà bấm kết bạn mấy chị. Cho nên là những cái Facebook mà để hình Ngân bấm kết bạn với mấy chị là xác định luôn đó là giả đó. Tại vì những cái trang fanpage mà Ngân bán hàng á thì trang fanpage là nó không có chức năng bấm kết bạn đâu. Cao tăng mỡ có giảm được cân không? Cao tăng mỡ nha, nó không giảm được cân đâu cả nhà. Thực sự á, nếu mà mọi người xài kem tăng mỡ mà mọi người nhịn ăn dữ lắm á nha, nó mới giảm được cân. Thì nếu mà nó giảm được cân là do mọi người nhịn ăn thôi. Chứ thực ra á, kem tăng mỡ nó không có giảm cân được đâu. Kem tăng mỡ nó chỉ hỗ trợ, nó chỉ giảm những cái lớp mỡ mà gần với da mọi người nhất thôi. Mọi người đừng có tin mà ai nói mà hở xài cao quỷ mỡ mà giảm được 4-5 cân hoặc là 5-7-10 cân nha. Không có đâu cả nhà. Cao quỷ mỡ không giảm cân được. Mọi người muốn giảm cân là mọi người phải uống thuốc giảm cân nha. Các loại muốn giảm cân là phải uống thuốc giảm cân. Nhiều lần chị vào xem em mà em không thấy chị nên chị nghĩ cũng phát lại là đúng em mà. Hello chị đoàn mến nha. Tại vì một lần Ngân live stream thì Ngân live rất là nhiều trang luôn, và Ngân phải nhìn qua nhìn lại tất cả những cái comment, cho nên đôi khi Ngân sẽ bị sót, chứ không phải là ai Ngân cũng sẽ đọc tên lên đâu. Ngon quá. Để Ngân coi thử cái lông của Ngân nè, hay lắm nha cả nhà. Cái tẩy lông để tầm 5 phút, mọi người thoa cái tẩy lông lên xong mọi người để tầm 5 phút, xong mọi người lấy cái khăn ướt á, mọi người chùi là bao nhiêu lông là nó ra hết, không bớt không rít không chăm chích nha. Chào em chào em, chào chị đi em. Mới xăm hẻ bé. Này là vẽ thôi nha cả nhà. Cái mực vẽ này nó giống như xăm luôn. Giữ được rất là lâu. Với điều kiện là mình đừng có đánh kem lên. Thích hai quả ngực của em to đẹp. Mình mới mua một hộp giảm cân X7, uống hết thì giảm được bao nhiêu ký thế bạn? Nói chung là tùy cơ địa nha bạn. Có thể là từ 5 cho tới 10 ký nha bạn nha. Ngân giống chị ghê, mỗi lần ăn là phải một bàn thức ăn. Mà hôm nay đỡn cái là có người nấu cho Ngân nha. Chứ hồi xưa mà mỗi lần á mà Ngân nấu xong một bàn thức ăn như thế này nè thì Ngân mệt, Ngân không có ăn nổi. Chốt cho chị Bích Nguyễn một hộp giảm cân X1000 nè. Mấy chị em mua hàng thì tranh thủ inbox cho Ngân đi mấy chị. Nhà em Ngân có bán thuốc nở ngực luôn nha. Chị em nào muốn mua thuốc nở ngực thì inbox cho Ngân. Ăn cá
là phải rất là kỳ, chứ không mà nó bị mắc xương nha, là khổ lắm. Ngon quá. Cho em xem thuốc nở ngực với chị. Đợi ngon một tí xíu, uống thuốc giảm cân có bị chóng mặt hay chịu chứng gì không em? Có thể có nha má chị. Tại vì nếu mà hả, chị em nào mà cơ địa yếu quá đó, mà má chị uống thuốc giảm cân của nhà ngon đi. Ví dụ mà thuốc giảm cân nhà ngon mạnh quá mà cơ địa má chị yếu quá thì nó cũng có thể bị chóng mặt nha. Nó chóng mặt nhưng mà nó cũng chỉ chóng mặt và mệt một ngày đầu thôi. Còn bắt đầu ngày thứ hai, ngày thứ ba trở đi á, mấy chị uống quen rồi á, thì mấy chị sẽ thấy rất là bình thường luôn. Dường như là không thấy gì luôn á, bình thường nhưng mà cân nó vẫn cứ giảm. Đó à, nhìn ăn cái miệng thấy thèm chưa? Ok, bây giờ Ngân sẽ cho mọi người xem cái sản phẩm thuốc nở ngực của nhà Ngân nhé. Sao chị chốt thuốc giảm cân nhà Ngân sao lâu thế? Hello chị Hà Lê nha. Tại vì hiện tại là tin nhắn của nhà Ngân nó đang bị quá nhiều á cả nhà. Cho nên đôi khi mấy chị em nhắn tin nó thì sẽ thấy trả lời rất là lâu, chứ không bao giờ mà trả lời liền được hết trơn ấy. Đây, đây là thuốc nở ngực của nhà em Ngân. Chị em nào mà ngực lép bẩm sinh hoặc là sau sinh ngực nó bị teo lại nha, nhất là mấy chị sau sinh ngực bị teo lại, đa phần khách mua nở ngực nhà Ngân toàn là sau sinh bị teo lại không à, thì mấy chị em inbox cho Ngân. Thuốc nở ngực này của nhà Ngân đó nha, rất là hay và rất là đặc biệt ở một chỗ là không có thành phần đậu nành. Tại vì đa phần những chị em mà sinh xong ngực bị teo lại á, thì á, là nó bị ảnh hưởng những cái vấn đề mà liên quan tới tuyến vú, thì thường mà liên quan tới tuyến vú thì mấy chị sẽ không có sử dụng thành phần đậu nành được, đúng không? Thì cũng rất là may cho Ngân, đó chính là cái thuốc nở ngực này của nhà Ngân không có thành phần đậu nành nha cả nhà. Khi mà mấy chị em mua là thuốc nở ngực này của nhà Ngân nó có kèm cho mấy chị, nó có kèm theo cho mấy chị một cái tờ thành phần ở trong đó luôn. Mấy chị gì mấy chị bấm Google dịch á, dịch từ tiếng Nhật ra tiếng Việt đó, thì mấy chị sẽ đọc được nha. Uống vào ăn không được như Ngân, nhưng ngưng uống thì bị lên ký lại. Có rất là nhiều chị em nha, mấy chị em nói là uống thuốc giảm cân của nhà Ngân vô thì không có ăn nhiều được như Ngân, mà lại ăn ít lại, đôi khi là không muốn ăn luôn. Tại vì sao vậy? Cái đó là đúng nha mấy chị em. Tại vì đa phần thường mà Ngân tư vấn cho mấy chị em là Ngân tư vấn là mấy chị phải uống trước 20 phút xong rồi mới ăn. Để làm gì? Để thuốc nó ngấm vô. Khi mà thuốc ngấm vô là mấy chị sẽ thấy là không có còn thèm ăn nhiều nữa. Còn Ngân thì Ngân không muốn vậy. Ngân thì Ngân muốn ăn, Ngân thích ăn và được ăn. Cho nên á, thích ăn và được ăn nhưng mà sợ mập, cho nên là Ngân uống vô xong Ngân ăn liền. Tại vì lúc mà Ngân uống vô thì thuốc nó chưa có ngấm xuống thì Ngân chưa có cảm thấy là ngán ăn, cho nên là Ngân mới ăn được nhiều như thế này nè. Đó. Còn Ngân dặn mấy chị là mấy chị phải uống xong rồi tầm 20-30 phút mấy chị mới ăn. Để anh chị, để thuốc nó ngấm xuống, để mấy chị không có thèm ăn nhiều. Chú Quang đâu mà không thấy ăn hả Ngân? Ngân với chú Quang rất là ít khi mà ăn cơm chung. Tại vì đó là nhiều khi á, cái giờ mà chú Quang ăn á, thì cái giờ đó thì Ngân lại đang làm việc khác. Còn cái giờ mà Ngân ăn á, thì chú Quang lại đang dạy học. Với lại đó là Ngân ăn á, thì Ngân hay ngồi ở ngoài bàn ăn ăn. Còn chú Quang không ăn á, thì ổng hay đem vô cái phòng dạy học qua món ăn. Ngồi đâu ngồi chung. Với lại ngồi chung với Ngân cũng rất là ồn. Trang Ngân 98 Bình Định phải của em không Ngân? Dạ phải nha mấy chị nha. Thôi giờ để cho chắc á thì mấy chị có thể tìm cái trang tên Ngân 98 để mua hàng. Đây cho mấy chị em mình xem. Đây là cái trang Ngân 98 của Ngân này mấy chị em. Nếu mà mấy chị em không biết tìm trang nào để mua hàng ấy, thì mấy chị em có thể bấm cái trang Ngân 98 này của Ngân ha. Search Ngân 98 một phát là nó sẽ ra nhé. Trang Ngân 98 mà nhiều lượng theo dõi và nhiều người follow nhất á, bấm Ngân 98 thôi là nó sẽ ra. Ok. Cao quỷ mở giá bao nhiêu em? Cao quỷ mở giá là 350. Lát nữa báo giá tại Long và chốt cho chị nhé. Ok chị Thi Thi nha. Lát nữa em sẽ làm giá và em chốt cho chị nha. Đợi Ngân một tí xíu. Chị Ngân bán cả quần áo à chị? Ừ đúng rồi em, nhưng mà hiện tại thì chị đang ngưng rồi em ạ. Ăn quá trời mà không thấy mập. Chị ghim luôn trang fanpage của chị vô bài viết luôn đi. Có em,
em coi ở trên cái status á, chị coi Kim mấy cái trang fanpage của chị á. Nợ ngực giá bao nhiêu một liệu trình, uống bao lâu là có kết quả. Đối với thuốc nợ ngực nha, thì Ngân cũng tư vấn thiệt cho mọi người luôn á. Và khi có thể Ngân tư vấn như thế này á, thì Ngân sẽ bán được ít lại. Tại vì đa phần á, người ta bán thuốc nợ ngực ấy, thì người ta sẽ tư vấn cho mọi người là uống 1-2 hộp thôi là nó đã nợ rất to rồi, đúng không ạ? Còn đối với thuốc nợ ngực của nhà Ngân á, thì Ngân tư vấn thiệt cho mọi người, đó chính là mọi người phải uống từ 6 cho tới 10 hộp nó mới nợ. Còn để mà mọi người uống 1-2 hộp thôi á, thì mọi người uống như vậy á, thì cái kiểu như là uống cho biết thôi ấy. Chứ 1-2 hộp nó không nở được nha. 1-2 hộp là nó mới chớm nở thôi, nó mới chớm có cảm giác một tí xíu thôi. Còn muốn mà nó thực sự nở là phải từ 6 hộp cho tới 10 hộp kìa. Giống như là của Ngân là hơn 20 hộp rồi nha, nó lỏng quẹo à. Mà xác định nha, vú to tự nhiên là nó phải hơi sợ sợ, chứ nó không thể nào mà nó căng như hai cái tô úp lên được. Đây, thuốc nở ngọt này của nhà Ngân giá là 780 một hộp nha cả nhà. Một hộp như thế này là 30 viên. Mấy chị em mua 5 hộp thôi là nó đã được giá sỉ rồi. Uống từ 6 cho tới 10 hộp trở lên giùm Ngân nha. Đó. À, Ngân ơi, uống một hộp giảm cân X1000 thì giảm được bao nhiêu ký vậy em? Giảm cân X3 này á, thì sẽ giảm được từ 4 cho tới 7 nè. Còn X7 với lại X1000 này á, thì sẽ giảm được từ 5 cho tới 15 ký. Mấy chị em mua hàng thì tranh thủ inbox giùm Ngân nha. Hiện tại thì tin nhắn của nhà Ngân rất nhiều, không phải nổ chứ hở, tin nhắn nhà Ngân ngày nào nó cũng giống như là bị quá tải vậy á. Tại vì sao? Tại vì giờ mọi người cứ thử sọt thử coi giảm cân của chỗ nào đang hot nhất trên thị trường, có phải giảm cân của Ngân 98 không? Sự thật là như vậy á. Mọi người cứ thử hỏi coi, giờ tao mập quá à, giờ tao muốn uống giảm cân. Mọi người có biết cái hỏi giảm cân chỗ nào uy tín chất lượng không? Chỉ mình chứ, coi thử bao nhiêu người gọi tên Ngân 98. Nay cô tê quá vậy chị Ngân. Hello em Nguyễn Phương Ngọc, cảm ơn em. Giảm cân của nhà Ngân á, thì nó có thể đào thải được mỡ nội tạng luôn nha cả nhà. Mấy chị em để ý á, khi mà mấy chị em sử dụng thuốc giảm cân của nhà Ngân á, mấy chị em đi tiểu á, cái nước tiểu của mấy chị nó sẽ vàng hơn bình thường. Tại vì sao nó vàng hơn bình thường, mấy chị đừng có sợ nha. Tại vì mỡ nội tạng nó ra theo, mỡ nội tạng nó màu vàng mà, cái mỡ nội tạng nó màu vàng, nó ra theo nước tiểu của mấy chị luôn. Chốt cho chị Giang Linh Nguyễn 2 hộp giảm cân X1000 nè. Chờ mấy chị em đang coi ở trên cái trang fanpage nào, đang thấy livestream nào ha. Mấy chị đặt ở trang Ngân 98 đi, hoặc là vô bu shop, hoặc là Ngân 98 Bình Định, hoặc là Ngân 98 Store ấy. Đó, hoặc là vô bu shop Ngân 98 cũng được ha. Đó. Chứ mấy chị đừng có mua ở những cái trang Facebook bình thường hay là Zalo nha. Ngân không có bán hàng trên Zalo. Và đặc biệt đó là Ngân không bao giờ mà dùng Facebook để đi bấm kết bạn với mọi người. Nếu mà mọi người thấy có cái Facebook nào đó để hình của Ngân đi bấm kết bạn với mọi người thì ở đó là giả mạo. Chị ăn nhiều vậy mà sao không béo vậy chị Ngân? Ừ đúng rồi, chị ăn nhiều không béo đâu nha. Nói vậy đi. Nếu mà ăn nhiều không béo thì Ngân đã không muốn giảm cân rồi. Ngân uống hết hộp X7 nữa rồi nè. Còn X1000 với X3 nè, mai chuyển qua uống X1000 với X3. Nhà em Ngân có bán, có chi nhánh ở bên Mỹ luôn nha. Chị em nào ở bên Mỹ muốn mua hàng thì inbox cho Ngân. Thôi, muốn ăn miếng này quá cả nhà ơi. Nhưng mà thôi chắc chừa cho chú Quang đi ha, chứ tội nghiệp ổng. Nguyên con cá có nhiêu đây à? Đây là nguyên con cá rồi đó. Thôi chừa trong miếng này đi. Sao giống nửa con dữ ta. Biết cô này của chiên cho Ngân một con hay nửa con, sao Ngân không thấy cái mặt đằng sau của nó ra? Hay là do Ngân ăn hết rồi? Thôi ăn cái miếng nhỏ này. Có viên uống trắng da không? Viên uống trắng da Ngân đang nhập nha cả nhà. Nào có Ngân live stream. Ngân ơi, mình thịnh miếng chêm mấy tuần rồi không thấy á.
Hello bạn Ngọc Ánh nha, thông cảm giùm Ngon nha. Miếng chêm sắp về rồi đó bạn. Về là Ngon gửi cho mấy bạn liền ha. Có rất là còn cũng còn một số chị em giống như bạn vậy á, chứ không phải mình bạn đâu. Cho nên thông cảm giùm Ngon nha. À, tào lao ai bán hàng mà không nói hàng mình được chứ, chẳng lẽ đi chê hàng mình không xài được. Hello bạn Sâm Sâm Trần nha. Đúng rồi, ai cũng biết hết á bạn ơi, chứ đâu phải ai cũng biết đâu mà bạn lên trên này bạn nói. Bạn cũng có rất là nhiều lần Ngân nói luôn, nếu mà ai hay theo dõi livestream Ngân thì sẽ thấy là Ngân nói rất là rõ luôn nhé. Không có một ai mà bán hàng mà tự đi chê hàng của mình cả, đúng không ạ mấy chị em? Nhiều khi nhá, cái sản phẩm mà người ta bán ra đó có thể là 10 khách xài hết 10 khách dị ứng, nhưng người ta vẫn nói, người ta vẫn quảng cáo là trời ơi hàng em tốt lắm mấy chị xài nha, mà không hiệu quả em hoàn tiền á, hỏi em hoàn tiền gấp 3, gấp 4 cho mấy chị luôn, chứ khỏi nói là gấp đôi đi. Đâu ai khùng mà đi bán hàng mà chê hàng của mình bạn, đúng không? Xong xong trần, bạn đang bán cái quần què gì vậy? Cho mình hỏi á, cho mình hỏi bạn mà đang bán quần què vậy? Bạn bao giờ đi chê hàng của bạn không? Hoặc là nhiều khi á hả, bạn không có hàng để mà bán nữa, mà bạn đi làm cho người ta nha. Thử hỏi thử bạn đi làm cho chủ bạn, bạn dám chê chủ bạn không? Nào bạn nghĩ bạn mới dám chê, mới dám nói xấu, chứ giờ bạn đi làm cho chủ bạn, đang làm chủ bạn dám chê chủ bạn không? Cho bạn chết luôn vợ chứ ở đây chê. Ai biết mắc mớ lên đây nói chị tự nhiên nói Ngon chứ. Bán hàng thì chê khen hàng cũng Ngon phải rồi. Đúng rồi, chứ tôi đâu có ngu đâu, Ngon cũng là người bình thường vậy, Ngon cũng bình thường như bạn vậy á bạn. Đừng thấy mà đôi khi Ngon vui quá tưởng Ngon khùng Ngon điên, thiệt không có, Ngon có khùng Ngon có điên. Ngon cũng bình thường như bạn vậy á, đâu ai bán tự đi chơi hình hàng của mình mấy má. Cho nên Ngon cũng có nói rất là nhiều lần á, là nhiều khi Ngon rất là lười quảng cáo, tại vì là thực tế là bây giờ ai bán hàng á, ai bán giảm cân cũng quảng cáo như nhau cả. Ai bán giảm cân cũng nói dạ giảm cân nhà em không tiêu chảy nha mấy chị, trời ơi giảm cân nhà em uống một tuần giảm được nhiều ký lắm luôn á. Ui mỹ phẩm nhà em xài trắng lắm nha mấy chị, mỹ phẩm của mấy chỗ khác với chị xài ứng như, cho mỹ phẩm nhà em lành tính lắm mấy chị ơi, da nào xài được hết trơn đó. Thì ai bán hàng cũng vậy hết trơn á, cho nên Ngon mới nói bây giờ mấy chị cảm thấy mấy chị theo dõi ai, mấy chị tin ai thì mấy chị mua người đó thôi, chứ bây giờ quảng cáo ra thấy hả, nó cũng cùng một kịch bản à, đâu có gì khác đâu, chẳng qua là ai nói hay và ai nói suôn sẻ, ai sáng tạo hơn thôi, thế thôi. Cái gì cảm thấy tin ai mấy chị mua người đó. Ngon cũng có nói rất là nhiều lần bây giờ giảm cân trên thị trường bán rất là nhiều, mấy chị cứ uống mấy chỗ khác đi, chỗ nào hợp với tới tiền của mấy chị tin ai mấy chị xài chỗ đó, nào mà mấy chị mất hết niềm tin rồi đó thì mấy chị tìm tới em Ngon cũng được nha. Hả? Em thèm bánh tráng trộn quá chị. Hello em, thèm thì cứ ăn thôi em, nói chung á là sống nay chết mai không ai biết được hết đó, mình thèm gì thì mình ăn cái đó thôi. Ví dụ mà mình thèm món gì có thể mình mua không được tại vì mình không có tiền, còn đối với đồ ăn mình thèm là mình phải ăn em ạ, ăn được là phải ăn, còn ăn là còn sống, mà còn sống là còn ăn nha. Chứ giờ nói Ngon nhịn chắc Ngon nhịn không được. Ngừng uống giảm cân sợ có bị lên cân không ạ? Đối với cái kinh nghiệm giảm cân của nhà Ngân đó nha, nếu mà mấy chị em muốn nó không có bị tăng cân lên lại thì mấy chị em phải duy trì thuốc. Duy trì thuốc là như thế nào? Có nghĩa là sau khi ha, ví dụ mấy chị em uống cái giảm cân X7 này của nhà Ngân đi, mấy chị em giảm cân được thành công rồi đúng không? Mấy chị cố gắng mấy chị duy trì thêm 1-2 hộp nữa, nhưng mà giảm liều lượng lại. Giảm liều lượng có nghĩa là ví dụ bình thường mấy chị uống 2 viên để giảm cân đi, thì bây giờ mấy chị giảm liều lượng lại thì mấy chị uống còn 1 viên, hoặc là 2 ngày 1 viên, 2-3 ngày 1 viên cũng được. Cái đó gọi là duy trì, duy trì 1-2 hộp thôi, chứ không ai bắt mấy chị duy trì cả đời cả nha. Phải duy trì thì nó mới không có bị tăng lên lại. Không phải là không bị tăng lên lại mà là khó tăng lên lại nha mấy chị. Nó sẽ khó tăng lên lại. Đó, chốt cho bạn Lê Thúy một hộp giảm cân X7 nè. Còn cái chuyện mà nói hả, mày bán hàng mày thì mày khen hàng mày tốt thì ok, bây giờ Ngon cho coi bằng chứng luôn, chứ cần chi phải ngồi đây khen. Đây, đây là Ngon hồi xưa nha. Hồi xưa Ngân rất là béo nha cả nhà nha. Đó mọi người thấy chưa, rất là béo. Thì nói chung là giờ chị em nào muốn giảm cân thì cứ nhắn tin cho Ngân thôi. Cái đợt này là đã giảm được 10 cân rồi nè, còn cái này là chưa giảm được nè. Cái này là người ta photoshop nè. Đó, đó thấy chưa, cái mặt ú ne ú nụ luôn, bụng đồ không. Đó, người ta photoshop rồi. Cái này đi chụp hình là lúc nào cũng phải được photoshop đó, chứ không photoshop là chắc là chữa thành photo chứ. Ngân người Bình Định dễ thương lắm. Hello bạn Thị Kim Hương Nguyễn nha. Chốt cho chị Linna Sa Chi một hộp giảm cân X7 nè. Mấy chị em mua hàng thì mấy chị em sọt dùm Ngân cái trang fanpage, cái tên là Ngân 98 á, hoặc là Ngân 98 Bình Định nha. Còn bất kỳ một cái Facebook nào đó để hình của Ngân mà đi bấm kết bạn với mọi người thì đừng có mua những cái Facebook mà kết bạn với mọi người. Cứ thấy có Facebook nào mà để hình của Ngân mà chủ động đi bấm kết bạn với mọi người thì cái đó là lừa.
chốt cho chị Thu Trần một hộp giảm cân X7 nè. Đẹp thì khoe thôi. Câu này khẳng định thừa là sao má? Ngon học dốt quá, ngon không có hiểu bạn nói gì bạn ơi. Cho bé bú có uống giảm cân được không? Giảm cân nhà ngon uống tốt lắm mọi người. Mẹ mình uống giảm cân rất nhiều và không hề mệt luôn. Đây là khách của nhà em Ngân mua cho mẹ uống nè. Người đẹp, áo mới đẹp, cái miệng như cái miệng lòng. Hello bạn Lai Hải nha. Miệng lòng là miệng gì bạn? Bạn bỏ chữ R đi thì nó đúng hơn nha. Mà bỏ chữ R đi thì cái đó là cái đẻ ra bạn đó nha. Mai mốt bạn không có được làm người nữa đâu bạn ơi. Bạn sẽ được làm cây cọ nhé. Tại vì cây cọ nó không có được cái L đẻ ra đó. Cây cọ dại. Cái mà đẻ mấy bạn ra mấy bạn còn không tôn trọng nữa mà. Chốt cho chị Thế Loan một hộp giảm cân X7 nè. Mấy chị ơi, nói nghe nè. Mấy chị em mà cứ ngồi đó xong si chửi Ngân á, nội á, không phải là nhiều khi Ngân nói ra thì vậy có rất là nhiều người buồn luôn á. Nhưng mà thôi chắc khỏi nói đi. Áo đẹp quá Ngân. Cảm ơn bạn Phương Trần nha. Một chốt cho chị Phương Bùi một hộp giảm cân X7 nè. Đẹp gì nhìn ghê quá. Thân thì ốm. Mà bơm vú lên chi vậy, vậy chị di giữ vậy sâu thêm chứ có hộp xấu thêm chứ có hộp gì đâu. Đây cả nhà, cho mọi người nha. Bây giờ là tới giờ em Ngân cho lên sóng rồi nè. Tại vì sao? Tại vì Ngân thấy chị này quá đáng thương và quá tội nghiệp, cho nên là Ngân sẽ cho chị ấy lên sóng nha. Đây nha cả nhà, Ngân thương người Ngân mới cho lên sóng. Đây, mặc đồ lúc nào cũng khoe vú hết, đem bán cho đàn ông phụ nữ đâu có mua vú đâu mà khoe. Đó, cả nhà thấy chưa? Cả nhà thấy sân suy chưa? Xong rồi á hả? Ở dưới này chửi, đẹp gì? Nhìn thấy ghê quá. Hả, thân thì ốm mà bơm vú lên chi dữ vậy? Xấu thêm chứ có hợp gì đâu. Trời ơi, coi mẹ viết cái chữ xấu nè. Ok, mọi người vô xem cái người chơi Ngân người ta như thế nào nha. 1, 2, 3, hồ biếm. Đây nha cả nhà, đây là cái người chơi Ngân xấu nè cả nhà ơi. Đây, cho mọi người comment, mọi người bình luận luôn á. Mọi người thấy như thế nào ạ? Mọi người thấy họ có đáng thương không? Đó, đây là cái người chơi Ngân xấu đó mọi người. Mọi người coi hoàn cảnh gia đình của họ nè. Đây, Duyên Nguyễn nè, mọi người thấy ghê không cả nhà? Đó, đây là những cái bản mặt mà chơi Ngân xấu nha. Mọi người thấy những cái người mà chơi Ngân xấu á, đa phần là như một luôn á cả nhà ơi. Đó, đây, để xa xa ra mới thấy rõ. Đây mọi người vô comment câu gì đó đi mọi người ơi. Mọi người thấy những cái người này chơi Ngân xấu á, thì có đúng là thực sự là Ngân xấu á mọi người, hay là do người ta bị gì vậy? Trời đất ơi là trời. Ngắm xong rồi tôi muốn ngửa cơm hết ra luôn ấy. Đây khi là Ngân không thể nói gì luôn á cả nhà ơi. Tại vì thật sự mà vô coi xong rồi mình không chửi họ được luôn á. Kiểu như càng vô coi những cái người như vậy á thì Ngân càng cảm thấy là trời thương Ngân lắm luôn á cả nhà. Trời, ông trời ông rất là thương Ngân luôn ấy. Tại vì Ngân quá may mắn. Thử hỏi coi giờ cái bản mặt Ngân dày, Ngân ngồi Ngân livestream cả nhà coi không cả nhà? Giờ thử cái bản mặt dày Ngân ngồi Ngân livestream mọi người có coi Ngân không? Đây, mới thấy cái mặt thôi á nha, chưa thấy thân thể làm sao á nha. Ngộ thiệt á chứ. Thật sự mỗi lần mà vô coi như vậy Ngân cảm thấy sao Ngân may mắn quá. Ông trời thương Ngân quá, Ngân quá may mắn luôn á. Cảm ơn trời, cảm ơn Phật, cảm ơn trời thương. Đàn ông đừng có chửi phụ nữ, cái đó là phụ nữ chứ không phải đàn ông đâu cả nhà. Sao em Ngân nói em không có giỏi, sao em lại buôn bán giỏi thế, cởi người ta đi em. Còn trẻ mà quá giỏi hâm mộ em. Mày còn nhớ vụ ở Tây Ninh không? Nhớ làm lùn gì? Nhớ làm cụm gì? Quan trọng là giờ cuộc sống tao với cuộc sống mày nè. Chứ giờ quá khứ tao tao không thích nhớ. Mày nhớ giùm tao đi. Nhiều con nó cứ vô, ê mày nhớ vụ mày hồi xưa không? Ê mày nhớ vụ mày hồi xưa không? Ủa nhớ chứ sao không nhớ? Đâu bị mất trí nhớ đâu mà không nhớ mấy má.
mà không rảnh để nhớ ấy. Giờ có nhớ quá khứ đi chăng nữa thì tôi cũng vẫn sống cho hiện tại. Mấy má ơi, mấy má rảnh quá không có gì làm ha, mấy má đói quá ha, mấy má không ăn cứt được thì mấy má quay về quá khứ của Ngân này, ăn mày quá khứ của Ngân đi. Có nhiều người sống mà cái kiểu sống là hay ăn mày quá khứ của người khác lắm, cứ soi mói, cứ bới móc quá khứ của ta. Nhớ chứ, cái gì Ngân cũng nhớ hết trơn á. Còn mấy bạn đói quá đó thì mấy bạn cứ ăn mày quá khứ của Ngân đi ha, cứ tự nhiên, cứ thoải mái. Còn việc của Ngân là sống cho hiện tại và sắp tới Ngân có những gì. Mấy bạn chửi Ngân, mấy bạn sân si với Ngân á, Ngân chỉ mong một điều là mấy bạn luôn luôn theo dõi Ngân để làm chi, tự tức, tự nhục, tự dị. Kệ họ, Ngân ơi. Đúng rồi, Ngân kệ mà, muốn kệ lắm nhưng mà kệ không được. Tại vì tính Ngân thương người với cả nhà. Thấy ai mà họ thế này thế kia là Ngân phải cho họ lên sóng để họ tự nhìn thấy được con người của họ. Trời, nghĩ sao cái mặt của bà nãy mà bà đi chơi Ngân thiệt luôn á cả nhà. Thiệt luôn á. Người ta bị gì á. Cái đó không phải là bị điên, bị khùng nữa mà bị gì á cả nhà ơi. Người ta không nhận thức được là người ta xấu hay sao á. Thương quá. Em may mắn đó Ngân. Kệ họ đi, em hiểu vậy là tốt. Đúng rồi, em Ngân hiểu chứ, em Ngân thừa hiểu luôn. Cho nên là Ngân không bao giờ mà trách những cái người như vậy hết. Tại vì thực sự là họ rất là đáng thương, Ngân thương họ lắm. Nhưng mà họ Ngân có giúp được họ đi chăng nữa thì Ngân cũng chẳng hấp đâu. Giúp đâu, giúp làm cái gì. Cho em một hộp giảm cân X3 với chị ơi. Ok em nha, nhắn tin trực tiếp giùm chị nhé. Nói chị em mua hàng được gì thì tranh thủ nhắn tin cho Ngân để Ngân chốt đơn cho mọi người nha. Giảm cân, kem trị nám, kem trị mụn nhà Ngân có đủ. Nếu mà mấy chị em muốn họ sử dụng một cái loại mỹ phẩm giống như là Ngân đang sử dụng thì mọi người lấy cái bộ VIP này nha. Đây là cái bộ VIP mà Ngân đang sử dụng dành cho da mặt nè. Cái bộ VIP này á thì nó sẽ có công dụng là trắng da, ngừa nám, ngừa mụn và đặc biệt là nó xê khít lỗ chân lông và nó có thể cải thiện được da không đều màu luôn ha. Mấy chị em có ai đang gặp tình trạng đó là da không đều màu không? Đây, da không đều màu, lỗ chân lông to và sử dụng sản phẩm nào nó cũng không có được trắng ấy thì mấy chị em nên sử dụng cái combo VIP này nha. Đây, giá là 940. Chốt cho chị nghe đổ một hộp giảm cân X7 nè. Em nói rất là đúng, rất là hay. Nhiều khi á, nhiều người cứ nói Ngân là hồi xưa Ngân thế này, Ngân thế kia, mẹ hở Ngân không biết nhục, Ngân không biết dậy. Trời, không biết mà tôi biết kiếm tiền nhiều hơn mấy má. Người gì người không biết nhục, không biết nhục, không biết dậy, sao tôi biết kiếm tiền mấy má. Hử? Biết á, nhưng mà không rảnh. Tại vì cho dù có nhục có dậy đi chăng nữa thì mình vẫn phải sống tiếp. Vậy tại sao mình sống tiếp thì mình không vui đi? Trời, nhục làm gì, dị làm gì, buồn làm gì, cho ai coi, cho mấy con ghét mình cười à. Ai nói láo chịu à. Mấy người đó không được bình thường mà hơi đau sân si vậy em. Nịt bụng còn không Ngon, còn nha mấy tình yêu. Chị em nào muốn mua cao quỷ mỡ mỗi lần á nha, mà Ngân có chuyện buồn hay là cái gì đó, ví dụ mà chuyện buồn của gia đình mình hay là mình mất tiền hay là sức khỏe mình bị sao đó đi thì mình mới buồn thôi. Còn lại những thứ khác á hả, mỗi khi mà Ngân buồn á nha thì Ngân sẽ suy nghĩ, ủa buồn cho ai coi. Ví dụ mà giờ mình buồn vậy có phải là hả mấy con ghét mình nó sẽ hạ dạ không, thế thì tại sao mình lại buồn đúng không ạ. Ở đó mà kêu Ngân không biết nhục, không biết dị. Không biết nhục, không biết gì mà tôi kiếm tiền nhiều hơn mấy má. Mày xàm quá. Hello Nguyễn Kim Liên nha, xàm vô coi chi má. Má mới xàm à má ơi. Má có định nghĩa được như thế nào là xàm không? Có hiểu được hết ít nghĩa của từ xàm không? Ăn xong rồi live stream, mày vừa ăn vừa nói chuyện mất lịch sự không ai mua đâu. Ủa, không lẽ giờ Ngân phải khoe doanh thu của Ngân một ngày ra à? Trời, Ngân mà khoe doanh thu của Ngân một ngày ra hồi chắc là nhiều người họ đang ghét Ngân chết tức chết luôn á cả nhà. Chết vì tức Ngân á, không ngờ Ngân được vậy luôn á. Nhưng mà không khoe đâu, không khoe, không thích khoe. Bày đặt vô nói vừa ăn vừa nói, không ai mua. Hàng tôi không có bán má ơi, có phải mấy chị em, mấy chị khách đặc biệt bụng của nhà Ngân mà hở 1-2 tháng rồi chưa nhận được không? Chêm cũng 1-2 tháng chưa nhận được không? Kem tăng mở 1-2 tuần chưa nhận được không? Không đủ hàng bán.
Chị ơi, Dưỡng Mi nhà chị còn không vậy? Còn nha cả nhà yêu ạ. À, đúng rồi, hồi sớm giờ Ngân chưa nói tới cái sản phẩm Dưỡng Mi nữa. Nhà Ngân có bán một cái sản phẩm dưỡng dài lông mi nha cả nhà. Đâu mất tiêu rồi ta? Đợi Ngân một tí xíu nha. Đây cả nhà, chị em nào mà muốn lông mi dày dài đẹp thì inbox cho Ngân. Thích nghe Ngân chửi ghê nhưng mà rất tiếc là Ngân không có biết chửi nha. Đây cả nhà. Ok, bây giờ đợi Ngân một tí xíu nha. Ngân sẽ mở cái cam thường cho mấy chị em mình xem cho nó rõ cái lông mi của Ngân nhé. Đây, đây là cam thường ghê quá. Ghê quá. Đây, chị em nào muốn lông mi dày dài đẹp thì inbox cho Ngân nha. Tại vì là Ngân bị dị ứng với lại keo dán mi với lại keo nối mi á, cho nên nó là Ngân không có dán mi hay là nối mi đồ gì được hết đó. Nhưng mà khi mà mấy chị em sử dụng mà dài lông mi ra rồi á, mà mấy chị em muốn hở mỗi lần mà mấy chị em make up á, mấy chị em trang điểm lên á, mà cái cọng lông mi nó dày và dài đẹp được như thế này nè, thì mấy chị em phải có thêm một cái sản phẩm nữa, đó chính là mascara thanh dưỡng mi này, thì giá là 320, còn mascara giá là 380. Đợi Ngân một tí xíu nha. Đây, đây là cái mascara của nhà Ngân. Mấy chị em thấy da của Ngân cam thường ok không ạ? À? Đây mascara nha mấy chị em. Đó, đây cái mascara này của nhà Ngân xài rất là thích luôn á cả nhà. Chưa bao giờ mà Ngân thấy một cái mascara nào mà xài thích như thế này, kể cả là mascara mắc tiền hơn nha. Cũng không có xài xịn được như thế này đâu. Mọi người biết làm sao không? Mọi người vuốt á, càng vuốt nó càng dài, nó càng dày nhưng mà nó không bị vén cục nha. Đó mọi người thấy không? Mascara cam thường vẫn đẹp nhé em ơi. Thank you cả nhà nha. Chắc là cả nhà đang quá khen Ngân thôi. Anh em như cam thường nó không có đẹp á. Cam thường nó không có đẹp. Ok, đây là da của em Ngân cam thường. Và hiện tại thì Ngân đang sử dụng cái combo VIP này dành cho da mặt nha cả nhà. Cái combo VIP này thì giá sẽ là 940 ha. Cái combo VIP này của nhà Ngân thì nó sẽ có công dụng là dưỡng trắng da, nó làm đều màu da và đặc biệt là nó ngừa nám, ngừa mụn và nó có thể se khít được lỗ chân lông luôn ha. Chị em nào mà sử dụng qua nhiều loại mỹ phẩm rồi nhưng mà da mấy chị nó không có đẹp và nó không căng bóng được. Nè mấy chị thấy không, da của em Ngân lỗ chân lông nó rất là nhỏ luôn. Và cái lỗ chân lông mà càng nhỏ nha thì sẽ nhìn da của mấy chị nó càng căng bóng, nó càng mượt. Giá là 940 cho bộ này. Đây là cái chất kem VIP của nhà Ngân. Đó, cái chất kem VIP thì nó sẽ đặt nén như thế này nha. Cam thường xinh quá trời. Thank you cả nhà nha. Em đừng đọc comment của những người sân si. Mua lẻ kem được không chị? Được nha cả nhà. Bữa bả chơi đi chay lòi vú luôn. Ừ đúng rồi đó, bữa sau là Ngân sẽ cho lòi đít luôn. Lòi vú lẻ gì đâu, vú cũng da vú thịt thâu á mà. Ai thấy nấy ngại thôi. Quan niệm của mọi người á, thì mọi người có cái quan điểm là ai bị lòi thì sẽ ngại, ai bị lộ thì sẽ ngại. Nhưng mà không biết sao, chắc là Ngân có lẽ là Ngân không được bình thường thiệt. Còn đối với Ngân nha, ừ Ngân lộ vậy á, ai thấy nấy ngại. Đúng không ạ? Vậy đi, Ngân tự an ủi mình như thế đấy. Việc gì phải buồn nào. Ok, đợi Ngân một tí xíu nha cả nhà. Nhà em Ngân còn có thêm một cái sản phẩm nữa, đó chính là xịt thơm miệng nè ha. Thì mỗi lần mà Ngân đi ăn, Ngân ăn mắm cà như thế này nè, thậm chí là không phải là mọi người ăn mắm cà, có thể là mọi người ăn những cái món đồ ăn khác đi, nó vẫn hôi, nó vẫn có mùi đồ ăn đúng không? Đôi khi nha, cũng cùng là một món ăn đó luôn nha. Cái tính của Ngân ngộ lắm, không biết có ai giống Ngân không nha. Ví dụ mà Ngân không ăn đi nha, mà người khác ăn á, tự nhiên Ngân thấy nó hôi, nó thúi lắm. Mà hả? Mà Ngân có ăn đi là Ngân sẽ thấy nó thơm, còn Ngân không ăn là Ngân thấy nó thúi. Đó, cho nên là nhà Ngân có một cái sản phẩm đó chính là xịt thơm miệng nha mấy chị em. Những ai mà mình đang gặp về cái vấn đề mà bị hôi miệng nè ha, miệng bị thúi, nói chung là miệng có mùi, thì mọi người mua cái sản phẩm này của nhà Ngân. Hiện tại thì Ngân đang có hai vị nha, vị đào với lại vị bạc hà. Vị bạc hà là cái chai màu xanh này nè, còn vị đào là cái chai màu hồng này ha. Mấy chị em xịt vô trong miệng xong rồi mấy chị em sẽ ngậm lại tầm 5 giây, sau đó mấy chị em mới nuốt nhé. Như cam thường cái mặt Ngân nó hơi bư á cả nhà. Mọi người nhìn cái lưỡi của Ngân nè, là mọi người sẽ thấy được cái tia xịt nha. Đó. Kỳ quá. Ok, mọi người xịt vô xong rồi mọi người ngậm miệng lại 5 giây nha.
Mọi người nằm ngậm lại 5 giây để cho họ nó kháng viêm diệt khuẩn, nói chung là nó diệt hết cái mùi hôi ở trong miệng của mọi người. Xong rồi sau đó mọi người nuốt xuống luôn chứ không phải là mọi người nhổ ra nhé. Tại vì á là cái chai xịt thơm miệng này của nhà Ngân á thì nó rất là tốt luôn. Nó không có cồn nè, cái thành phần của nó là không cồn, không acid ha. Và không đường. Cái mùi, cái vị ngọt của nó là vị ngọt tự nhiên luôn, vị ngọt thiên nhiên luôn. Cho nên mọi người sử dụng nó, thứ nhất á, là nó tốt cho mùi miệng nè ha, nó tốt cho đường ruột của mọi người và nó tốt cho răng luôn. Đôi khi có nhiều người á, miệng của người ta có mùi hôi, nhưng mà hở người ta không biết tại sao hôi luôn. Người ta đánh răng súc miệng rất là thường xuyên nhưng vẫn hôi, thì cái đó là do đường ruột rồi. Mọi người sử dụng cái này nó cải thiện được hay lắm nha. Giá là 380 một chai, như thế này á là 15ml nha cả nhà. Ok, bây giờ em Ngân sẽ lau cái tẩy lông cho mọi người xem. Nó rớt lông ra nè cả nhà ơi, sướng lắm luôn á. Để Ngân quay cái cam lại cho mọi người xem coi. Đợi Ngân tí xíu. Đây, đây là cái sản phẩm tẩy lông của nhà em Ngân nhá. Đó, mọi người thấy không nè, nó tẩy lông sạch lắm luôn á cả nhà. Và đặc biệt có hở nó không có bị ngứa nha. Không có bị ngứa, hay lắm. Ngân thoa có một tí xíu à. Nè, chỗ này nó sạch lông luôn rồi. Thoa lớp mỏng, nó sạch lông luôn rồi nè cả nhà, thấy không? Mọi người thấy được không ta? Cái chồm chỗ này là nó sạch lông luôn rồi, còn mấy chỗ này nó có lông. Đây, đây là cái tẩy lông của nhà Ngân, mọi người có thể tẩy lông nách được luôn nhé. Mọi người thoa lên, mọi người để 5 phút thôi, mọi người chùi ra. Nãy Ngân thoa chỉ có một cái vùng chỗ này thôi nè, thấy không? Nó sạch lông rồi nè, và cái da nó rất là mướt luôn, nó không có bị đỏ hay là bị ngứa được gì hết. Còn mấy chỗ này quá trời lông luôn. Tẩy lông. Cute quá chị ơi. Dưỡng dài mi giá bao nhiêu em? Dưỡng dài mi giá là 320 nha mấy chị em ơi. Chị em nào muốn mua thì inbox cho Ngân nha. Mở cái app lên thấy đẹp liền. Mở app khác coi. Lấy cho em một cây dưỡng dài mi. Ok em Nhung Lê nha. Chị em nào chốt dài mi, chốt giảm cân, chốt này nọ các thứ thì inbox cho Ngân nhé. Có kem trị nám không chị? Có luôn nha em ơi. Ok. Tẩy lông xài sướng dã man á cả nhà. Tẩy xong rồi ta nói hả, cái vùng da này của mình nó láng tưng à. Nó láng tưng luôn á. Nó không có bị rát như là mình cạo nha. Đẻ sạch bách à. Tẩy lông hoa anh đào. Chị em nào muốn mua tẩy lông thì inbox cho Ngân nha. Lát nữa Ngân sẽ báo giá ở trong tin nhắn cho mọi người nha. Ok, em Ngân kết thúc livestream này. Bye bye mọi người. Ý, hình như còn một món chưa ăn. Hình như còn một món canh chưa có ăn thì phải. Hai đứa con kìa. Ủa còn một đứa nữa đâu ta? Hai đứa nằm nó đợi. Bơm ơi, Bơm ăn đậu que không? Mẹ lấy đậu que cho ăn nè. Đứa nào ăn? Đứa nào ăn? Nè. Đứa nào ăn? Ba đứa luôn á. Nè, đứa nào ăn không? Mẹ cho thêm miếng nữa nè. Đô La ơi, Đô La ơi, đứa nào ăn? Trời ơi là trời. Hình như còn một món nữa, đó chính là món canh. Này là canh gì đây? Áo chị đang mặc có bán không ạ? Không em ơi, áo chị đang mặc không có bán. Này là canh gì vậy ta? Đợi Ngân một tí xíu nha cả nhà. Lấy cái chén múc canh. Tẩy lông giá bao nhiêu vậy em? Em Ngân chưa có kịp làm giá tẩy lông luôn á cả nhà. Chị em nào muốn mua tẩy lông thì inbox cho Ngân. Xài sướng lắm. Với lại khi mà mấy chị em sử dụng cái tẩy lông này á, thì lông của mấy chị nó sẽ lâu mọc hơn là mấy chị cạo nha. Mấy chị cạo, mấy chị để ý nó nhanh ra lắm. Ngân ơi, trang thiệt của Ngân phải không? Đúng rồi nha bạn Lương Nguyễn nha. Cái trang Ngân 98 Store cũng là trang thiệt của Ngân. Mấy chị em mua hàng thì tranh thủ inbox nha. Chị em nào muốn dưỡng một cái bộ mỹ phẩm giống như Ngân đang dưỡng thì mấy chị em cứ lấy cái bộ VIP này. Đó.
canh gì đây? Xịt thơm miệng giá bao nhiêu vậy chị? Xịt thơm miệng giá là 380 nha em ơi. Một ngày mọi người xịt bao nhiêu lần cũng được, hoặc là mọi người giao tiếp nhiều, mọi người đi ăn đi uống với lại đối tác nhiều thì mọi người cứ ăn xong mọi người xịt thôi. Và đặc biệt á là những ai mà mình có thói quen nhậu nhẹt thì mình nên mua cái chai xịt miệng của nhà Ngân. Tại vì á là không phải là Ngân chê đâu nha, mà thật sự á, những người mà có cái thói quen ăn nhậu là miệng của họ rất là dễ có mùi luôn. Ngân có tiếp xúc với vài người á mọi người, những cái người mà hay ăn nhậu á, nhiều khi á người ta nói chuyện ra nha, trời ta nói bay cái mùi nó hôi lắm, giống như là cái mùi người ta mới ói xong vậy á, nó thụm thụm, nó hôi hôi, nó thúi thúi á. Thì nên mua cái chai xịt miệng này để xài nè, giá là 380 nè, vị đào với lại vị bạc hà. Cái chai xịt miệng này của nhà Ngân á thì mấy bé nhỏ cũng sử dụng được luôn, còn đi học cũng sử dụng được luôn nha, rất là thơm. Ngon quá nè cả nhà. Canh rau ngon quá nè. Ok. Thôi. Bye bye mọi người nha. Nhà còn gì ăn không ta? Đồng hồ chị Ngân bán bao nhiêu vậy ạ? Chị em nào thích cái mẫu đồng hồ mà Ngân đang đeo này thì má chị em cứ nhắn tin cho Ngân nhé. Đây là body của em Ngân. Nói chung là thường tới cuối ngày thì bụng của Ngân sẽ rất là to, tại vì Ngân ăn rất là nhiều luôn ha. Má chị em nào mà muốn hở ăn nhiều, dáng thon, dáng đẹp, vẫn giữ được dáng thì má chị em nên nhắn tin cho Ngân nhé. Nên mua thuốc giảm cân của nhà em Ngân. Hoặc là má chị mua chỗ nào cũng được ha. Vậy đi. Ý nha, nếu mà có cái Facebook nào đó nó để hình của Ngân mà nó đi bấm kết bạn với mọi người, chào mời mọi người mua hàng thì cái đó là Facebook giả đó nha, không phải Ngân đâu. Ngân chỉ bán hàng trên những cái trang fanpage mà Ngân livestream như này thôi. Chốt cho chị Nhi Phương một chai xịt thơm miệng nè. Thì trước khi mà kết thúc livestream ấy thì này là nước dưa hấu, nước dưa hấu để lâu quá cái xong nó bị lặn xuống cả nhà. Lấy đồ đũa quậy lên là nó sẽ đều lại. Bây giờ trước khi mà kết thúc livestream ấy thì Ngân sẽ chỉ cho mọi người cái cách làm sao để phân biệt được trang Yubu Shop nào là thật của Ngân, trang Yubu Shop nào là giả nha. Bây giờ Ngân sẽ báo lại giá của ba loại giảm cân. Cái giảm cân X3 này giá là 870 nè. X7 này giá là 1 triệu nè. X1000 này giá là 1 triệu 1 nha, chưa bao gồm phí ship. Còn cái cao quỷ mỡ chị Đặng Gia giá là 350 nha. Hiện tại thì cái trang chính thức của Ngân ấy thì nó sẽ có tên đó là Yubu Shop. Còn chị em nào mà thích lông mi dày dài đẹp á thì má chị em inbox cho Ngân để lấy cái thanh dưỡng mi này nhá. Má chị em sử dụng tầm ở 2-3 tuần thôi là lông mi của má chị nha, nó đẹp tuyệt vời luôn, nó đẹp xuất sắc luôn. Ok, chỉ cho má chị em cái cách làm sao để phân biệt được đó là cái trang Yubu Shop nào là thật của Ngân, còn cái trang Yubu Shop nào là giả nha. Đây, tên Yubu Shop nè. Và cái trang Yubu Shop thật của Ngân á, thì nó phải luôn luôn có cái bài viết như thế này nha cả nhà. Mọi người thấy không? Cái bài viết Ngân có ghi ở là các trang bên dưới là trang chính chủ của Ngân. Những trang khác cùng tên không có trong danh sách đều là giả mạo, biết sao không? Có nhiều đứa nó cứ đặt cái tên trang giống như Ngân á cả nhà. Và mọi người thấy nè, cái bài viết này của Ngân, đây là các trang của Ngân nha. Hiện tại Ngân đang xài rất là nhiều trang, nhưng mà những cái trang mà Ngân tát ở đây thì mới đúng là trang của Ngân. Và mọi người thấy không? Cái chữ nó có màu xanh.
Nếu mà Trang vô bu shop nào mà đăng cái bài post này á, mà cái chữ này nó không phải là chữ màu xanh á, thì là Trang giả. Còn cái chữ màu xanh như thế này là Trang thiệt nè, má chị em thấy không? Ví dụ má chị em mua hàng ở cái trang ngân 98 đi ha, thì má chị em bấm vô ngân 98. Đó, nó hiện ra trang ngân 98 của ngân nè. Sau đó má chị em bấm vô cái nút gửi tin nhắn. Nếu mà có tin nhắn mua hàng của má chị chat với shop ngân 98 này á, thì má chị mua đúng trang. Hoặc là nếu má chị mua hàng ở cái trang ngân 98 Bình Định đi, đây cái trang ngân 98 Bình Định của ngân nè, mấy chị phải bấm vô cái nút gửi tin nhắn nha thì mới đúng. Bấm vô nút gửi tin nhắn coi thử, nếu mà có tin nhắn mua hàng á thì là đúng trang, còn nếu không có là mấy chị mua sai trang rồi. Tại vì bây giờ á, ba cái tụi lừa đảo á nó rất là tinh vi, nó đặt tên trang giống như xì ngân luôn, và nó để avatar với lại nó để ảnh bìa giống như xì ngân luôn ha. Thì mọi người phải bấm vô cái nút gửi tin nhắn nữa. Mấy chị mua ở cái trang tên gì thì mấy chị kiểm tra ở cái trang tên đó nha, chứ đừng bày mấy chị mua ở trang ngân 98 đi mà mấy chị kiểm tra ở trang ngân 98 Bình Định không thấy tin nhắn cái mấy chị hủy đơn là nó kỳ lắm mà nha. Đó, hoặc là mấy chị mua ở cái trang tên là ngân 98 store đi, đó mấy chị bấm vô ngân 98 store nè, xong rồi mấy chị bấm vô cái nút gửi tin nhắn. Nếu mà có tin nhắn mua hàng với trang ngân 98 store này thì mấy chị mua đúng trang đó. Hoặc là mấy chị mua ở trang trùm giảm cân ngân 98 thì mấy chị bấm vô mấy chị kiểm tra, thấy không? Ngân có hai trang trùm giảm cân ngân 98 lận. Túm lại một cục á là những cái chữ này nó phải là màu xanh. Bấm trang nào là chăng ra trang đó liền. Hoặc là mua ở Yubu Shop ngân 98 nè, bấm vô Yubu Shop ngân 98 hiện ra liền. Đó, ok. Mấy chị tìm ở trang Yubu Shop này nha, nó sẽ có bài viết này của ngân. Ok, bye bye mọi người nha. Nghỉ ngơi xíu, lắc like nữa.